Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay mình sẽ làm video để so sánh sau một tháng sử dụng thì máy lạnh LG có ủng Victor và máy lạnh Sharp thì máy nào tiêu thụ điện nhiều hơn. Thì trước khi mình quay video thì chúng ta biết đây là cái phòng có cái thể tích tầm khoảng 40 mét khối. Một đêm thì mình sử dụng 10 tiếng và ban ngày sử dụng 2 tiếng. Nhiệt độ mình để là 28 độ. 28 độ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem coi cái lượng điện tiêu thụ của cái máy lạnh LG này là bao nhiêu. Rồi sau đó mình sẽ so sánh với máy lạnh Sharp. Mình gắn cái đồng hồ ở đây là vào ngày 5 tháng 10 nè. Hôm nay ngày 4 tháng 11 thì đã 1 tháng rồi. Rồi chúng ta xem nha, cái lượng điện tiêu thụ nó là bao nhiêu. Đây 32,6 kW. Tức là 32 kg 6. 32 kg 6 cho một cái máy lạnh LG. Cái phòng thì 40 mét khối và nhiệt độ là 28 độ. Đây là con số cực kỳ tiết kiệm điện luôn. Bây giờ mình sẽ qua cái máy lạnh Sharp để xem bên kia như thế nào. Ở đây là phòng của máy lạnh Sharp, thì cái phòng này bé hơn, nó chỉ tầm 30 mét khối thôi. Tuy nhiên là cái nhiệt độ mình để ở phòng này là 26 độ. Mặc dù 26 độ nhưng nó có tương đương độ lạnh như bên kia mà thôi. Ban đêm thì cũng sử dụng 10 tiếng, ban ngày sử dụng cũng 2 tiếng. Rồi bây giờ chúng ta xem cái lượng điện tiêu thụ là bao nhiêu. Đây mình cũng gắn cái đồng hồ này vào ngày 5 tháng 10, hôm nay là ngày 4 tháng 11. Có thể chúng ta xem video này nó qua tới tháng 12, bởi vì mỗi một tuần mình chỉ đăng một video thôi. Cho nên nó sẽ trôi qua tới tháng 12, thậm chí qua tháng 1 nữa. Thì cái chuyện đó cũng rất là bình thường thôi. Rồi bây giờ chúng ta xem cái lượng điện tiêu thụ là bao nhiêu nè. 43,85 kW. Tức là 43 kg 8. Nó nhiều hơn bên kia rất là nhiều nha. Bên kia là cái phòng LG nó chỉ có 32,6 kg mà thôi. Còn phòng này là tới 43,8 kg. Phòng này thì bé hơn mà lại tiêu thụ điện nhiều hơn. Mặc dù là để 26 độ nhưng mà nhiệt độ nó cũng tương đương với bên kia mà thôi. Tại sao hai cái máy lạnh này của mình nó lại tiết kiệm điện như vậy? Bởi vì là thời điểm mình quay video này là vào mùa mưa ở Cà Mau, trời nó rất là mát mẻ. Đặc biệt là thời điểm mình đang quay video là cũng đang mưa nè. Tháng vừa rồi chắc khoảng 15 ngày mưa. Thì do là trời mưa cho nên là cái nhiệt độ nó thấp, nó sẽ ít tốn điện hơn những ngày nắng. Thì tới đây những ngày nắng mình sẽ quay video chúng ta biết để so sánh tương tự như những ngày mưa, để chúng ta có cái nhìn tổng thể về cái việc tiêu thụ điện của các thiết bị trong gia đình mình. Thì chúng ta nên gắn những cái đồng hồ để theo dõi cái lượng điện tiêu thụ của máy lạnh. Bởi vì nếu như cái máy lạnh chúng ta mà cái lượng điện tăng lên đột biến, hoặc là quá đơn tiền điện chúng ta cũng thấy tăng lên đột biến, đó là do cái máy lạnh chúng ta có sự cố đó. Trước đây cái máy lạnh LG bên kia của mình là nó bị xì ống đồng. Ngủ thì bật cái máy lạnh lên nó không lạnh, mà nó tiêu thụ điện khoảng 4-5 kg một đêm. Đó là cái lý do mà tại sao giờ chúng ta là hay tốn điện, là lý do đó. Thì có thể chúng ta không tin, nhưng đây là mình quay video là sự thật. Mình không quảng bá cho bất cứ một thương hiệu nào, mình cũng không mua bán máy lạnh nữa. Mình chỉ quay là để thứ nhất là mình biết tháng đó máy lạnh tiêu thụ bao nhiêu điện, sẵn rồi chia sẻ mọi người luôn. Còn tin hay không là quyền của chúng ta. Vậy thì vừa rồi mình đã so sánh hai cái máy lạnh đều có công nghệ Victor, cùng cái thời gian sử dụng là ban đêm 10 tiếng và ngày 2 tiếng. Một phòng máy lạnh Sharp 30 mét khối để 26 độ thì tiêu thụ là 43,8 kg, còn phòng máy lạnh LG 40 mét khối để 28 độ thì sau một tháng sử dụng nó chỉ có tiêu thụ là 32,6 kg. Vừa rồi mình đã so sánh xong. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại chúng ta những video tiếp theo.